Bây giờ mình đã tới được biên giới Canada nè. Đó, bên đó là cái cầu thì nó ngăn cách giữa Mỹ và Canada. Rồi bây giờ mình chạy tới tí xíu nữa là vô cái border của nó nè. Đó, ở gần trước mặt các bạn đó. Rồi cái con đường mà từ bên chỗ nhà mình bên Mỹ á, chạy qua tới bên Canada đó thì nó khoảng 800 cây số. Đó, đây là cái bắt đầu mình vô cửa khẩu Canada nè. Chuẩn bị những cái chỗ mấy cái đèn xanh đỏ rồi nè. Thì cái cổng chào của nó đó để mình mua vé thu phí để mình đi qua. Rồi người ta họ sẽ xét những cái giấy tờ rồi của mình. Đó, rồi bây giờ mình mới vừa qua khỏi cửa khẩu Canada. Mình chạy trên con đường cao tốc của nó thì mình mới vừa thấy cái bảng giới hạn tốc độ thì nó có để là maximum 100 km/h nên mình chỉ chạy được 100 km/h thôi, chứ mình chạy hơn mình cũng sợ cảnh sát nó bắn tốc độ nữa. Hello mọi người, hôm nay mình sẽ quay cho mọi người coi cái cảnh bên Canada. Mình mới vừa tới Canada vào lúc hồi 11 giờ trưa ngày hôm qua, nhưng mà mình không quay được nhiều thứ. Thì hôm nay kỳ nghỉ lễ này mình đi Canada mình thăm dì dưỡng với lại cô chú của mình, thì mình sẽ quay lại cái cảnh Canada cho mọi người xem. Thì từ nhà mình mà đi tới chỗ nhà dì dưỡng mình nè, là mình ở bên Mỹ, là mình mới qua bên Canada, thì mình đi bằng xe, mình lái từ nhà mình lái tới đây thì hết 10 tiếng, mình lái 10 tiếng lái xe. Thì điều 500 mai nó khoảng là 800 cây số, 800 km đó mình tới được tới đây. Rồi bây giờ là cái cảnh xung quanh nhà dì dưỡng của mình đó. Hầu như những cái căn nhà ở đây toàn là nhà bự bự lớn lớn không ạ. Trong cái khu này nó nhìn nó giống như là cái kiểu nhà nó đẹp lắm. Nó cũng ở Mỹ thì nó cũng có những cái khu mà nó xây những cái căn nhà giống như vậy nè. Lúc trước mình cũng có quay một lần rồi. Nó xây nhà gạch mà nó làm cái kiểu này. Cái kiểu này nhà ở Mỹ nó cũng mắc tiền lắm. Nguyên cái khu này quá đẹp luôn. Thì đoạn đường mà từ Mỹ mà mình chạy qua bên Canada nè thì đường nó cũng dễ đi, nó không có cái gì khó. Mình ở chỗ Virginia thì mình đi cái hướng về Pennsylvania đó, rồi mình qua thì mình qua cái cửa khẩu Buffalo của Canada đó. Mình chạy từ cửa khẩu mình chạy thẳng một đường về tới nhà dì dượng mình luôn. Nó khoảng thêm một trăm mai nữa. Thì 100 mai đó nó cũng tầm gần 200 cây số mà chạy lẹ lắm. Từ cửa khẩu chạy về đây nó cũng khoảng 1 tiếng rưỡi, chứ mình chạy 800 cây số mà từ Mỹ qua đây có 10 tiếng, chưa chưa được 10 tiếng. Mình đi buổi sáng, mình đi 2 giờ sáng mình đi, tại mình đi giờ đó nó đã kẹt xe với lại xe vắng lắm, ít xe nữa. Toàn cảnh ở đây đẹp quá, nó cũng giống Mỹ luôn á mọi người, y khuôn luôn, không khác xíu nào. Nhưng mà mình cảm thấy một điều ở nước Canada này á, thì mình có chạy từ ở bên cửa khẩu mà chạy về tới đây luôn á là 100 mai á, thì nguyên từ đó mà về tới đây luôn là toàn là những tòa nhà, những cái building lớn. Nếu như một cái thành phố mà nó rất là dài luôn, chứ nó không có giống như là bên Mỹ mà mình đi thì nó một cái thành phố nó rộng như đó thôi, chứ nó không có thế nào mà nó rộng mà dài đến nỗi cái kiểu như vậy được.
mình đi mình cứ nói ủa sao chạy hoài luôn mà không hết cái thành phố của nó, mà không hết cái những cái building, những cái tòa nhà đồ, cứ chạy hoài hoài mình thấy hoài luôn, quá là khủng. Nên là mình thấy cái điều ở đây nó khác biệt ở Mỹ cái chỗ đó. Thì ở đây hôm qua mình đi á, mình qua tới á, mình cũng có thấy cái Walmart nè, Costco nè, rồi Home Depot nè, nói chung là những cái gì bên Mỹ có thì ở đây vẫn có, giống y khuôn với nhau hết. Rồi những cái chợ Việt Nam đồ cũng có, mà có phở Việt Nam nữa. Hôm qua mới về tới mình cũng được dì dượng mình dẫn đi ăn phở Việt Nam cũng rất là ngon, nhưng mà có mấy quán phở ở bên Mỹ mình rất là thích. Thì có quán phở bên Mỹ mình đi ăn phở chỉ ghé vô quán đó thôi, là cái quán phở đó là quán ruột của mình rồi. Đó, thì cái con đường mà chỗ nhà dì dượng mình đi dạo buổi sáng thì tới đây cái nó vòng lại. Đó. Nhà nào cũng giống y khuôn nhau, 10 nhà kiểu này không nè, bự bự vậy. Thì cái đoạn đường mà đi từ cửa khẩu mà qua tới, nói chung là từ cửa khẩu mà đi về á, mà trên freeway á, là mình thấy cái nó để là nó chỉ cho mình chạy maximum. Ở bên Mỹ là nó để là speed limit, là cái giới hạn tốc độ á. Còn ở đây là nó không để vậy, nó để là maximum thì mình không được chạy quá 100 km trên giờ, mà mình thấy nó chỉ để một maximum 100 km trên giờ thôi. Thì 100 km trên giờ đó là nó khoảng bao 63 mai, nó khoảng 63 mai á. Thì 63 mai thì cũng hơi chậm chứ không nhanh, tại vì bên Mỹ thì nếu mà mình ra freeway mình chạy thì nó cũng được 70 rồi. Ở này 63 mai thì nó cũng hơi hơi chậm tí, thì 70 mình cũng có thể chạy lên được 75. Nhưng mà hôm qua mình chạy qua khỏi cửa khẩu thì mình bị bắn tốc độ, mình thấy cái anh cảnh sát bắn tốc độ. Thì mình lúc đó mình đang chạy là mình chưa chưa định hình được là cái km với lại cái mai, tại mình đang chạy cái mai quen rồi. Cái mình dòm vô cái mai á, thì nó cũng khoảng là nó lên cũng 70 rồi, 70 hơn 70 xíu. Thì mình mới thấy anh bắn tốc độ đó, cái mình mới nhớ lại là Canada là nó chạy bằng km. Thì mình dòm đồng hồ đó là nó 100 hơn 120 km. Thì mình sợ quá mình mới nhả ga ra rồi mình giảm tốc độ lại. Thì cũng may là không bị anh bắn trúng, anh bắn trúng con chim không bắn trúng mình, nên là cũng đỡ. Rồi từ lúc đó mình chạy đúng 100 thôi, tại vì mình ở xứ lạ mình qua đây, nếu mà lỡ mình có bị cảnh sát nó bắt thì nó rất là phiền. Mà mình chạy 100, mình chạy đúng cái số mà người ta họ quy định, mà mấy xe hàng sau nó cứ bóp càng rồi nó dòm mình rất là bực bội. Mà thôi kệ, mình chạy đúng tốc độ thôi, chứ giờ mình chạy hơn mà nghe dì dượng mình nói thì cũng có thể chạy hơn tí xíu không sao, về hơn 5-10 km trên giờ cũng không sao, nó không đến nỗi nó phạt mình. Nhưng mà thôi, là mất công nó phạt rồi phiền phức nữa, mình đi chơi nó không được vui vẻ. Thì nếu mà mọi người có qua đó thì mọi người cứ để ý là hầu như là trên con đường freeway của Canada đó là mình thấy nó để là chỉ có 100 km trên giờ, chứ mình không thấy nó để hơn. Còn những cái con đường lớn nhưng mà kiểu highway rồi đó thì nó khoảng là 80 km trên giờ, trong khoảng đó đó. Để mình chia sẻ thêm xíu nữa là Canada với Mỹ nó cũng khác nhau. Thêm cái này nữa, Mỹ á, thì mình đi mua đồ á, thì nó xài bằng phao, Canada thì nó xài bằng kg, nhưng nó cũng có thể nó xài bằng phao chứ nó không 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 xài bằng kg không. Rồi mình đổ xăng á, thì nó xài bằng Canada nó xài bằng bằng lít giống như Việt Nam, còn Mỹ thì nó xài bằng ga lông. Rồi mình để không mình nhớ gì nữa là nó có nhiều cái nữa nó khác. Cái gì
Chạy xe thì mình cũng chia sẻ đó, thì nó xài bằng km chứ nó không xài bằng mai. Đó, nhà này là nhà của dì dượng mình, còn nhà kia là nhà cô chú. Hai nhà chỉ cách nhau một căn nhà ở giữa. Ông Yêu ơi, trời, ông Yêu mang dép ai hả? À? Nè, quay qua đây, bà quay con đi Canada cho bà nội coi nè. Rồi bây giờ bắt đầu là mình đang trên con đường để mình đi ra quầy phố, đi ra quầy trung tâm của Toronto. Đó phi trường đó phải không Dượng? Dạ, phi trường. À, đó phi trường đó. Chỗ nhà con ra phi trường cũng sát bên luôn vậy. Là cái những cái tỉnh mà nó nói tiếng Pháp đó là nếu mà nó trả là nó trả lại cho ai? Nó trả lại cho tụi hai tụi bên cho tụi nó, là nó lập một chính quyền khác. À, là nó cũng là một cái chính quyền khác nữa. À, nó muốn tự lập vậy đó. Nhưng mà nó cũng thuộc trong cái đất nước của Canada, nó cũng trong sự quản lý của tổng thống Canada luôn. Nó lập ra một nước khác. Lập ra riêng một cái nước khác nữa. Cái tòa nhà đó là nó kêu là cái tòa nhà gì vậy? Trời ơi. Cái tòa nhà này. Cái tòa nhà mà cao đó, cái cục tròn tròn đó đó. Tòa tròn Sky Dome á. Ờ, Sky Dome. Mày hơi biết Sky Dome. Cái đó là cao thứ 7 thế giới. Là cái độ cao nó cao thứ 7 của thế giới hả? Có đi không? Đi swim không? Rất là nó kêu là kỳ quá rồi. Chỗ này giống DC nè, giống như Washington DC á, khúc mà mình bắt qua cái cầu cái mình đi vô trong trung tâm DC. Nếu mà chút nữa là đi đường này kẹt cứng không thì hôm nay có hội chợ đó. Hội chợ, hội chợ trong đây hả chưa? Mày cũng mãi nha, mày để thay cho mày.
là biển mà em. Biển hồ. Biển này mà có tàu lớn đi qua Mỹ mà. Dạ. Nối với Mỹ luôn. Ngủ được. Tối nghe nó la quá trời mà con chó nó sủa nữa. Chó nó không ở tại biết sao không? Con chó nó thích con nít mà con nít ở trên nó làm nó là nó nghe tiếng nó thích lên nó. Mấy đứa cháu về cũng vậy, mấy đứa cháu mà tối rồi nó giỡn giỡn ở trên ở dưới rồi nó chịu nổ xuống. Nha anh vui. Ở đây nó khác cái quầy DC á, biết không? Ở quầy DC á là nó giống như Sài Gòn vậy đó. Chứ còn ở đây thì nó làm kiểu giống New York. Ở quầy DC nó giống như một con đường đó, là những cái building đó là nó thẳng với nhau luôn, chứ nó không có vòng quẹo rồi. Nó không có cầu vượt rồi giống như vậy. Ở DC mấy cái building nó thấp chứ nó không có cao, nó không có bự như vậy. Xíu rồi sao rồi? Nó nhỏ lắm, nhỏ xíu rồi vậy không? Đi vòng vòng tí xíu hết rồi.
Tại chỉ vui khúc qua cái chỗ khu nhà trắng rồi đó. Dạ, chỗ nhà trắng rồi vòng 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 mấy công viên rồi đó. Còn đây là bao la. Vòng hết không chết. Mấy xe đó xe bớt phong vô. Xíu còn len hay len chứ nhiều đây bự.